Khoảng 15 giờ 25 phút ngày 28 tháng 5, cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến một cây xanh cao khoảng 10 mét trước số nhà 69 đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bật gốc ngã ra đường, đè lên nắp capo xe hơi đang đậu. Hậu quả làm xe bị hư hỏng, các xe cũ khác cũng không thể qua lại do cây đổ chắn ngang. Bà con xung quanh cho biết thời điểm trên có 3 người vừa rời xe hơi để vào một quán ăn nên may mắn không ai bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường giải quyết vụ việc. Theo quan sát, chiếc xe hơi trên đậu trên đoạn đường cấm đậu. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, công nhân cây xanh dọn dẹp xong hiện trường,